Thưa quý vị, trong các phóng sự trước, chúng tôi đã đề cập về hoạt động khai thác đá gây ô nhiễm môi trường và những tuyến đường liên xã liên huyện oằn mình, cõng xe quá khổ, quá tải, phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn giao thông. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn về câu chuyện ẩn họa tử thần từ việc khai thác sai thiết kế và những bài học nhãn tiền tại huyện Kim Bảng và Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang phải hứng chịu. Khu vực khai thác đá này thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tại đây có hơn 10 doanh nghiệp khai thác và chế biến bột đá, đá các loại. Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực khai trường, tại đây có công ty Hồng Sơn, công ty Hùng Sơn, công ty Hoàng Nguyên Hà Nam, công ty Thăng Long, công ty Phong Dần, công ty Hà Nam Ninh, Vinaconex 12, 577. Chênh vênh giữa hai bờ vực, đu mình bám vách đá với đầy rẫy những hàm ếch. Công việc này không dành cho người yếu tim. Và chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Còn đây là khu vực khai trường ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. An toàn là điều kiện bắt buộc để mỏ đá hoạt động. Nhưng ở đây, an toàn chỉ là khẩu hiệu. Bởi cũng chính nơi này, cách đây vài tháng, từng cướp đi mạng sống của hai phu đá. Và giờ, dù đã được trang bị mũ, áo, giày hay dây leo, nhưng thứ quan trọng nhất bảo vệ tính mạng cho người lao động chính là cắt tầng thì lại bị doanh nghiệp bỏ qua. Và để rồi, người lĩnh hậu quả chính là các phu đá và người nhà của họ. Chính quyền địa phương thì cũng thường xuyên là cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền với các doanh nghiệp đấy để thực hiện nghiêm cái cam kết, thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai là phải thực hiện nghiêm túc những cái chỉ đạo của cấp trên về việc nổ mìn để đảm bảo đúng quy định, vì nhân dân ở địa phương thì cũng ý kiến rất nhiều. Khi hành vi khai thác sai thiết kế đã nhiều lần bị điểm mặt chỉ tên, nhưng việc khắc phục lại chỉ là hình thức đối phó, bởi đã có rất nhiều phu đá tử nạn nhưng chưa từng có vụ nào bị khởi tố. Vì khi tai nạn xảy ra thì lỗi sẽ là do yếu tố khách quan. Ông thợ mình đấy, ông chả ngu gì mà ông tự kích nổ là ông chết đúng không ạ? Đúng anh, đúng không? Đến vào thời nguyên lý, ông chả tự kích nổ thì ông chết rồi. Mà cái này là ông đang nặng mình thì có xếp nó đánh vào bãi mình thì là nó gây đi rửa diện, nó gây kích nổ. Cách đây 4-5 năm là tôi được đi kiểm tra của cái đoàn tỉnh Hà Nam ấy, là hầu như là các vị, cái ông Sơn ấy, ông Hà Sơn là trưởng phòng khoáng sản Hà Nam, ông nói này, nếu các anh để ra chết người bây giờ mà người dân nhớ tố cáo hoặc các anh đóng cửa mỏ ngay, thế cho là từ cái chỗ đó mà đã xảy ra cái gì hầu như là họ bưng bịt kín hết, chứ người ta lấy tiền người ta đền bù chứ, rồi gia chủ người ta mất người thôi cũng đền vào 400-500 triệu là xong. Anh nói với em nhiều mới doanh nghiệp ở đây, có cả công an phổ phần ở đây hết. Công an á, công an huyện hay là công an tỉnh? Tỉnh. Công an mà cổ phần ở mỏ đá. Ông núp đằng sau hết. Đứng đằng sau cũng như các sếp ấy, đứng đằng sau hết. Nhưng mà trong cái giấy phép mà mình được cấp ấy thì là đều nói là phải cắt tầng mà. Đấy, trong đấy, nhưng mà nếu như theo quy chuẩn thì đấy lại bắt buộc. Tất yếu là làm được cái này cũng có cái quan hệ, chứ không có quan hệ cũng khó làm. Nói chung là cũng gần là cũng có sếp. Doanh nghiệp của các sếp, có doanh nghiệp mà sếp to, sếp bé đều có cả những cái sếp không phải là sếp tỉnh như sếp gương nữa, chứ cũng không phải đơn giản. Lời khẳng định trên, dư luận hoàn toàn có thể đặt câu hỏi có hay không tình trạng chung chi, bảo kê, tiếp tay, buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương với những mỏ đá vì lợi nhuận mà bất chấp quy định của pháp luật. Chỉ biết rằng hàng năm, tỉnh Hà Nam đều có các đoàn thanh kiểm tra các mỏ đá. Nhưng không hiểu vì lý do gì, những sai phạm cứ diễn ra
từ năm này qua năm khác mà không bị xử lý một cách triệt để. Chính vì thế, chừng nào chủ mỏ còn cố tình khai thác khoáng sản sai thiết kế và chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng còn chưa truy trách nhiệm đến cùng, thì chừng đó sinh mạng của người lao động còn bị đe dọa.